Xin chào tất cả các em. Trong tuần này chúng ta sẽ học hai bài hình học. Bài thứ nhất là định lý Thales trong tam giác và bài thứ nhì là định lý Thales đảo và hệ quả của nó. Mời các em vào bài học đầu tiên, định lý Thales trong tam giác. Chúng ta vào phần đầu tiên, tỉ số của hai đoạn thẳng. Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD được ký hiệu là AB trên CD. Cô có một ví dụ như sau. Cho đoạn AB bằng 3 cm, CD bằng 5 cm, tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD. Chúng ta thấy như thế này các em. Độ dài của đoạn AB và CD cùng một đơn vị đo là cm đây. Cho nên chúng ta dễ dàng tính được tỉ số giữa hai đoạn thẳng AB và CD, đó là AB trên CD bằng 3/5. Qua phần số 2, đoạn thẳng tỷ lệ. Hai đoạn thẳng AB và CD được gọi là hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai đoạn thẳng EF và M anh. Nếu AB trên CD bằng EF trên M anh hay AB trên EF bằng CD trên M anh. Chúng ta qua phần số 3 nhỏ, định lý Thales trong tam giác. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh tam giác và các hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Và với cái định lý Thales này, chúng ta thừa nhận nội dung, chúng ta không đi chứng minh ha. Bây giờ cô sẽ vẽ hình minh họa định lý và viết giả thiết kết luận. Cô có tam giác ABC. EF song song BC với điểm E nằm trên AB và điểm F nằm trên AC. Đến phần kết luận, thì chúng ta thấy rằng cái đường thẳng EF này nó sẽ định trên hai cạnh AB và AC các đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ các em. Đó là các tỷ lệ thức nào? Đây, AE trên AB bằng AF trên AC, EB trên AB bằng FC trên AC. AE trên EB bằng AF trên FC. Cô có ví dụ sau đây. Cho tam giác DEF có MK song song EF và có các số đo như trên hình. Tìm X ở đây tức là chúng ta tính độ dài ME. Ở ví dụ này, chúng ta thấy chúng ta có yếu tố song song MK song song EF. Và độ dài cần tìm nằm trên cạnh của tam giác. Chúng ta nghĩ ngay đến định lý Thales trong tam giác. Và chúng ta sử dụng định lý này để giải bài tập trên. Chúng ta trình bày như sau. Xét tam giác DEF có MK song song EF. Chúng ta có tỷ lệ thất. DM trên ME bằng DK trên KF. Định lý Thales. Sau đó chúng ta thế các số đo tương ứng vào. Và ở đây tìm x phải không các em? Chúng ta tiến hành nhân chéo chia ngang. X bằng 6,5 nhân 2 chia 4. Chúng ta tìm được x bằng 3,25. Bài học định lý Thales tới đây là hết rồi. Các em khoan vội rời máy bởi vì chúng ta còn một cái bài hình học phía sau nữa. Đó là định lý Thales đảo và hệ quả của nó. Xin chào các em.